Chào mọi người nha. Bữa nay mình tranh thủ đi quay cho mọi người xem cái cách trồng hoa cúc đất ở cái kênh mình, và bản thân mình cũng cung cấp rất là nhiều giống cúc đất cho mọi người trồng. Giả sử như là cúc keng nè, cúc Indo nè, rồi nếu mà cúc đàn là mình có cung cấp loại pha lê để đó để mọi người trồng đàn, và ruby tứ quý. Thì năm nay mình mới thử nghiệm được cái loại là mây cam, mà mình mới thử nghiệm cho nên là cái mây cam nó cũng không có nhiều giống lắm, cho nên là mình chỉ cung cấp một số anh em ít thôi chứ chưa có nhiều. Thì hy vọng là sang năm là mình sẽ làm ra được nhiều cái giống mây cam để mà mình cung cấp cho anh em. Thì anh em hỏi là cái cúc mây cam là cúc sao? Thì cúc mây cam thật sự nó rất đẹp anh em, đẹp lắm, nhìn rất là mê. Thì ở chỗ kia kìa là con mành đang cày đất á, thì tí nữa mình đứng xa xa mình quay cho anh em xem xíu thôi, bởi vì cái tiếng cày nó ồn lắm mọi người. Rồi tí xíu nữa thì mình sẽ đi vòng vòng ở khu này nè. Ở đây người ta họ trồng rất là nhiều cúc đất cũng như là hoa lê ơn á. Bên kia có bà chị mới đang đi rải phân hoa lê ơn. Nói chung là mình có gì hay ho là mình sẽ quay lại cho anh em xem hết. Ở đây là mình thấy có một cái đám cúc, theo mình nghĩ đó là cúc Indo mọi người. Cúc Indo hay là cúc keng gì đó nè. Thật ra là cái cúc Indo với cúc keng mà cái cây khi còn nhỏ là không có phân biệt được mọi người ơi. Khi nào mà nó ra cái bông á, thì cái bông to thì biết nó là Indo thôi. Chứ còn màu sắc rồi nó y chang nhau à. Đây là những cái rồ cúc gọi là cúc đất nha, cúc bảy màu. Cái rồ này á, theo mình quan sát á, là người ta họ làm khoảng cỡ 80 phân. Thì 80 phân thì mình sẽ đếm số cây cho mọi người xem nè. 2 nè, 4 nè, 6. Cái rồ đây là mình thấy là người ta, cái hàng đây là mình thấy người ta họ trồng 6 cây nè. Hàng ngang là 6 cây. Còn hàng dọc thì sao? Hàng dọc thì tất nhiên là người ta họ sẽ làm hết cái ô đất của họ thôi. Quan trọng là hàng ngang nha, cái hàng ngang. Hàng ngang á mình làm 80 phân đến 1 m, thậm chí là 1 m 2. Bởi vì sao? Bởi vì mình đừng có làm to quá. To quá là trong cái quá trình mà mình thao tác á, mình chồm mình cúi rồi nó sẽ kiểu nó đau lưng. Cho nên là mọi người làm cái luống của nó khoảng cỡ 80 đến 1 mét thôi, đừng làm to quá. Rồi sau này mình tưới nước là nó cũng khó khăn nữa. Rồi bây giờ cái ô này là mọi người hỏi mình để làm gì. Cái ô này là thật ra là sau này của mình chảy nước á, nước nó sẽ tự động nó ngấm vô phía trong cái luống này. Chứ còn mình ví dụ như khi mà cây còn nhỏ là mình tưới phun sương. Nhưng mà khi mà cây lớn tưới phun sương cái lượng nước nó không đủ mọi người, cho nên là mình phải chạy nước cho nó khỏe. Mình chạy nước vô cái mương này và nước từ từ nó sẽ thấm vô trong cái rò và cây nó sẽ hấp thụ được cái lượng nước đó thôi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cái rò cái mương này á là bề ngang nó bao nhiêu nha. Cái mương này á thì khoảng 30 phân mọi người. Cái mương để mà đổ nước vô á, rồi cho người đi vô để mà thao tác công việc á là khoảng 30 phân. Đây là cúc đất nha. Ở đây mình thấy có anh đang ươm một đống cúc này. Wow, mọi người thấy nhìn có đống cúc đã ghê chưa. Ui giời, mọi người sẽ hỏi khi mà mọi người xem cái video này, mọi người sẽ nhờ mình mua không? Mình không có mua đâu nha, của mình làm mình bán, còn của người ta họ làm thì mình không có mua đâu, thật sự luôn mọi người. Mình làm mình bán, mình không có mua. Bên đây mình thấy người ta họ cũng ươm này, nhỏ nhỏ này mọi người thấy không, quá trời quá đất luôn đó. Ở đây là mình thấy là người ta họ đang trồng cúc
theo như mình quan sát thì đây là cúc ruby nha, ruby. Nhìn mình nhìn cái lá đó, mình đoán nó là cúc ruby. Ở đây là người ta thắp đèn này. Thì thời gian mà tắt đèn cho cúc ruby khoảng nếu mà mình trồng mình bán sớm sớm thì mình tắt khoảng 50 ngày. 50 ngày, 48 50 ngày nha. Nhưng mà nếu mà tắt sát sạc luôn á là tắt 45 ngày. Ông anh ổng đang đang bươi đất làm đất. Chào anh, lâu quá hả? Cứ năm nào mà tới mùa Tết mới gặp em á, em mới gặp anh. Anh đang đó thì đó, mình cũng không xa nha mọi người, lại gần. Thì khi mà làm đất á, người ta họ sẽ rải phân bò này, mọi người thấy không? Rải phân bò ra mỏng ở cái mặt đất này. Bắt đầu người ta họ sẽ bới, họ sẽ có cái máy á. Đó. Thì khi mà bới như vậy á, là cái lượng phân bò này nó sẽ đảo đều và trộn đều đó. Theo mình nghĩ bây giờ mà cái làm đất bây giờ nó khỏe hơn hồi xưa. Hồi xưa khi mà công nông nó chưa phát triển á, cuốc thôi là cuốc thời ba của mình đó. Thời đó cuốc thôi là cuốc, anh em bọn mình ra cuốc phụ, cuốc một phòng tay phòng chân luôn, không ăn. Cái tiếng máy khả năng là nó sẽ rất là ồn. Ở đây mọi người, đây là cây hoa lê ơn. Hoa lê ơn đây không biết là bà chị bà trồng bao nhiêu lâu rồi. Thì theo mình á, hoa lê ơn á trồng khoảng rằm tháng 10. Nếu mà sớm lắm là khoảng 13 tháng 10. Tại vì có một số loại á là thời gian nó lâu, nó khoảng cỡ 75-78 ngày. Có một số loại nó chỉ có 70 ngày thôi, thậm chí là 65 ngày. Thì hôm nay là ngày 28 mọi người, hôm nay là ngày 28 tháng 10 âm lịch. Thì cái hoa lê ơn đây là mình thấy theo quan sát của mình đã được một lá rồi nè. Được một lá và bà chị bà đang đi bón, cái này người ta gọi là bón lót đó. Bón lót có nghĩa là sau khi mà làm đất xong, trồng cũ xong là người ta họ sẽ rải một lớp lên trên để cho cái lượng phân này nó có nghĩa là sao, có nghĩa là mọi người sẽ lưu ý này, cái củ lê ơn đây nha là sau khi nó lớn đúng không, là cái củ đây nó sẽ tiêu nè, cái củ đây nó sẽ tiêu nha mọi người, và nó sẽ hình thành cái củ ở chỗ này nè. Thì ở đây nó sẽ có một cái lượng rễ nó ăn ra ở phía trên, thì nó sẽ hấp thu cái lượng dinh dưỡng của cái lượng phân bón lót này nè đó. Cho nên là ở cái thời điểm này người ta họ dùng phân bón lót để mà họ bón cho lê ơn là như vậy đó. Rồi, mình sẽ đưa mọi người ra ở phía ngoài đây. Ở phía ngoài đây thì có trồng rất là nhiều thứ lắm. Ở đây có mấy cái rò đây là người ta họ ươm cúc này, họ ươm cúc. Thì mình nhắc lại luôn, anh chị em đừng có nhờ mình đi mua nha, mình không có mua, mình trồng mình bán, mình không có mua nhờ nha anh em. Mua nhờ nó, thứ nhất là giống nó không đảm bảo, thứ hai là nó mệt mỏi lắm, nó giá thì trên trời dưới biển mà nhiều thứ. Theo mình quan sát á, thì cái cúc này, cái lá nó to này, thì gì quên mất đi rồi ta, cái giống gì quên à, hình như là vòng mới hay sao đó, quên, nhìn. Nói chung là mình không có làm giống cái loại này cho nên mình không có biết, mình không có nhớ. Nhưng nó là vàng mới á mọi người. Thì nhân tiện đây là mình cũng cho anh em xem là có một số anh chị hỏi mình là có ô lưới. Thì có ô rằng lưới cúc của cúc rò nó sẽ to hơn là ô rằng lưới cúc của cúc chậu. Và cái cọng đây nè, nó cũng to hơn, nó cứng hơn. Một cái ô như thế này thì mình nghĩ là cái cạnh của nó cũng khoảng cỡ 13 đến 15 cm. Chắc cũng cỡ 15 cm đó mọi người. Nè. Một cái ô vuông đây cỡ 15 cm, mình đoán vậy thôi.
Đó, thì ví dụ như mọi người làm cái rò là nó mấy tấc thì chúng ta sẽ mua, chúng ta mua cái khổ. Còn nếu giả sử chúng ta mua dư, cái khổ nó to hơn thì chúng ta nẹp lại giống như vậy nè, đó. Không sao hết. Thì cái lưới này là sau một vụ, tôi chỉ sau một vụ là người ta họ sẽ thu lại cái lưới này để họ làm trên lưới sau, cho nên không có bỏ nha. Gom lưới, gom lưới. Ở bên đây là mình thấy đây là cúc tứ quý nha mọi người, nè. Nhìn cái lá tứ quý á. Rồi mình sẽ đưa mọi người đi vòng vòng đi xem ở đây người ta họ trồng hoa cúc như thế nào nha. Cái video này có khả năng là nó sẽ lên tầm khoảng hai mấy phút mới đi hết được cái khu này. Ở đây là mình thấy người ta họ trồng, không biết người ta trồng gì đây. Này khả năng là dưa leo, người ta trồng dưa leo để cung cấp dịp Tết á. Giờ người ta bắt đầu người ta trồng rồi nè. Ở đây là mình thấy người ta họ cúc, cúc keng hay là cúc bảy màu gì đó mình cũng không rõ lắm, tại vì mình ngay đầu video mình có nói là hai thằng đó cái con nhìn không có ra được. Quá trời ở đây là mình thấy là người ta gì ra giống như ớt á, mình cho người ta họ trồng ớt á mọi người. Khả năng là chắc là ớt rồi. Bên này thì người ta họ không biết trồng cái gì nhưng mà họ lượm đất xong. Ok mọi người, giờ mình sẽ đưa mọi người đi ra tích ở ngoài kia. Mình ở đây người ta trồng đậu bắp nè mọi người nè. Mà sao đậu bắp nhìn le que dữ vậy trời. Nên này chắc không có năng suất luôn á, thật sự. Mình đứng đây mình nhìn mình thấy ở năm nay ngoài kia họ chưa có trồng. Thôi mình đi, mình đưa mọi người đi vô phía đây đi. Ở quê mình đó thì mình giới thiệu cho mọi người là ở quê mình là người ta họ trồng rất là nhiều hoa màu ở cái khu này. Ví dụ như mấy cái dạng đây là người ta họ trồng mướp này. Đây là dạng mướp. Tới cái mùa mà người ta họ trồng mướp mà trái nha, nhiều lắm. Tại vì cái mấy cái mùa đó mình không có rảnh để mình đi quay cho mọi người xem. Chứ mọi người xuống mình nhìn mà họ trồng mướp ở đây hả? Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Nhìn là thấy mê luôn nha mọi người. Ở phía đây nè, ở phía đây là mình thấy người ta họ cũng trồng cúc nè, cúc. Mình lội xuống mình quay cho mọi người xem. Đây mọi người, đây là theo mình đoán đây là giống như mây cam này. Cái lá này mình nghĩ nó là mây cam, biết phải hồng nữa nha. Thật ra là mình chỉ biết những cái nào mà mình trồng mình làm giống thôi mọi người, còn lại thì tại vì do mình không quan tâm lắm á, cho nên là mình cũng không nhìn được cái lá. Chứ nếu mà quan tâm thì mình sẽ nhìn được cái lá nó như thế nào. Rồi mọi người, ví dụ như cái rò ở đây á, mọi người thấy là người ta họ trồng mấy cây ta, 6 cây. Ví dụ như cái rò đây là người ta họ trồng 6 cây nè. Đó, 6 cây. Ở đây là mình thấy người ta họ trồng mai tứ quý nữa nè. Cúc tứ quý, nhìn cái lá mình quen. Mình làm giống, mình trồng, nên mình quen. Nhìn một phát là mình biết ngay. Hiện tại thì cái cúc tứ quý đây là hôm trước mình có cung cấp giống cho anh em. Thì mấy bạn nói với mình là trồng cũng lên được khoảng cỡ 10 đến 15 phân rồi. Thì nó cũng tầm này thôi. Thì tới Tết
tới Tết thì nó khoảng cỡ 40 phân. Nếu mà trồng đầu tháng 9 ở bên này nó phải được cỡ 40 phân rồi mọi người. Ở bên này thì để coi thử. Không vô được. Để mình sẽ đi vòng lại phía trước đi. Ok mọi người ha. Ở quê mình thì trồng rất là nhiều cúc đất. Ở đây mọi người thấy chưa? Quá trời cúc này. Có thể đi vô được không? Được. Quá trời quá đất luôn. Người ta họ trồng á, anh em biết sao? Người ta không phải là ví dụ như một người á, họ trồng cúc cấm bình đó, người ta họ trồng rất là nhiều loại chứ không phải họ trồng một loại. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta họ bán sỉ hay là bán lẻ gì cũng thế, người ta họ sẽ xô ra, thì khi xô ra như vậy là nó có rất là nhiều chủng loại, nhiều màu hoa, thì tâm lý là người đi mua người ta họ sẽ có sự lựa chọn nha. Chứ còn mình có một loại thôi cái rồi họ tới cái chỗ khác á, họ mua nên là mình sẽ bị mất mối. Thật sự luôn nha mọi người, mất mối đó. Ở đây thì khá là ok rồi. Ở đây là mình thấy là người ta họ đã tắt đèn rồi nè, họ rút đèn hết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khả năng là cái ô này là người ta họ sẽ trồng để bán cho dịp tháng chạp á. Tháng chạp người ta không cần bán Tết. Rồi giả sử như cái ô này là người ta họ thắt trong đèn nè, thì cái ô này là người ta họ sẽ bán cho cái dịp là dịp Tết. Mọi người để ý là ở đây là người ta họ lót rơm nè. Đây cũng là một cái nét mới mà trước giờ mình quay mà mình không có nói cho mọi người, để mọi người để ý là khi trồng á, người ta họ lót rơm để làm gì? Để ví dụ như nó không có bị gió ngã siêu vẹo nè, để nó giữ cái cây, nó giữ cái lớp giá thể mà khi mà trồng xuống mà trời mưa đó, nó không có rớt hạt mưa, nó không rớt xuống, nó không làm cho cái miếng đất ở chỗ cái gốc đó, nó trồi cái rễ lên đó. Cho nên là người ta họ lót rơm là vậy đó nha mọi người đó. Ok giờ mình sẽ lội qua bên kia đi, lội qua bên kia mình quay cho mọi người xem. Ở đây là mình thấy người ta họ trồng rau lan nha. Thật ra là nếu mà một người trồng hoa cúc cấm bình chuyên nghiệp á, họ trồng nó khỏe lắm mọi người, nó khỏe hơn trồng cúc chảo rất là nhiều. Ở đây là đang còn nước này, người ta chưa có làm, tại vì năm nào ở cái đám đất này mình thấy người ta trồng hoa cúc đất ở đám đất này. Thì quay trở lại cái câu chuyện là người trồng cúc đất, người ta họ trồng chuyên nghiệp, người ta họ trồng khỏe lắm, thật sự luôn. Họ không cần phải đồ này kia, họ chỉ chăm sóc, nói chung là nó cũng tương đối thôi. Chứ trồng cúc chậu vất vả lắm mọi người, trồng cúc chậu vất vả lắm. Ở đây là mình thấy người ta học trồng cúc nè. Cúc gì thì mình không nhìn ra được cái lá. Ok mọi người ha. Thôi giờ mình kết thúc cái video nha mọi người. Có gì hay ho thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Còn giờ chào tạm biệt.